Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng bước bài bài ca Hồ Chí Minh. Trong bài này chúng ta gồm có hai tổ hợp chính. Và bây giờ Khánh Linh sẽ hướng dẫn mọi người quay mặt trước và sau đó sẽ đếm nhịp cùng hướng sau. Và trước khi đến với hai tổ hợp thì chúng ta gồm có tổ hợp dạo. Chúng ta cùng bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ nhất. Chúng ta sẽ bước chân trái sang bên phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ hai, chúng ta sẽ bước chân trái lên trước. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta cùng làm lại một lần nữa. Tổ hợp dạo. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ nhất. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp thứ hai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2
3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8 5 2 3 4 5 6 7 8 6 2 3 4 5 6 7 8 7 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là vừa rồi Khánh Linh đã hướng dẫn mọi người đếm nhịp xong bài bài ca Hồ Chí Minh, và bây giờ xin mời mọi người cùng bắt đầu vào phần khúc nhạc. Dựng cháy mỗi hận thù, dựng cháy, dựng cháy.